Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư theo dõi nha. Bên trung tâm đào tạo Forex lại tiếp tục vào lệnh. Mọi người theo dõi tiếp ở trên thị trường. Thì mọi người thấy điểm vào của bên chúng tôi tiếp tục lại phát sinh lợi nhuận. Thì mọi người theo dõi thì mọi người cũng sẽ thấy được giá trị này của bên trung tâm đào tạo Forex. Thì mọi người thấy tài khoản này của chúng tôi đánh. Đây, mọi người xem theo dõi nha. Thì tôi sẽ cho anh chị em trên thị trường này sẽ theo dõi lệnh của bên trung tâm đào tạo Forex full tài khoản này như thế nào. Thì mọi người sẽ thấy, đây tôi sẽ xuất cho mọi người xem. Đây, lúc nạp tiền vào. Đây. Rồi đây. Nha. Đó, nhà đầu tư thấy rõ giá trị của lệnh giao dịch của bên trung tâm chúng tôi, và tài khoản từ 5.000 đô bây giờ đã lên đến là 10.700 đô rồi, gần 11.000 đô. Thì mọi người thấy giá trị giao dịch, nếu mà mọi người giao dịch đúng á thì phát sinh lợi nhuận rất là nhanh. Còn mọi người các ba anh mọi người coi này, xem bây giờ chúng tôi lại ăn tiếp. Bình mọi người thấy khi mà giao dịch đúng thì tỷ lệ thành công của mọi người trên thị trường rất là cao. Thì những điều mà chúng tôi chia sẻ ra đây bằng giá trị thật và giao dịch ở trên toàn bộ tài khoản live của chúng tôi hết. Mọi người có thể theo dõi các cái quá trình này ở trên thị trường của tại trung tâm đào tạo Forex. Đó. Rồi, bây giờ tài khoản này đã lên 10.800 đô rồi nha. Đó, thì chúng tôi cho mọi người thấy rõ giá trị của bên trung tâm đào tạo Forex của chúng tôi. Đó. Giá trị đây là giá trị thực tiễn, không có phải là bằng lời nói suông. Đó. Mọi người đi học ở đâu thì phải coi được tài khoản giao dịch của thầy, và thầy phải giao dịch những tài khoản 10.000 đô trở lên và phải đánh những lệnh từ 5 lot, 10 lot trở lên. Giống như tôi á, trong thời gian qua tôi cũng đã sâu những tài khoản mà tôi đánh đến 9, 10 lot cho mọi người thấy, và tài khoản này tôi cũng đã đánh cả 5 lot, cả 9 lot cho mọi người thấy rõ. Thì những cái giá trị này thì mọi người sẽ tự thấy. Còn bây giờ tôi cắt lệnh đi. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, và các bạn có thể coi lại các cái lệnh giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây, chúng tôi sẽ show lại cho mọi người thấy một lần nữa. Đó. Đó, mọi người thấy rõ nha. Đó. Đó. Đây nhà, những lệnh ngày hôm nay bọn tôi giao dịch này. Đó, mọi người thấy rõ 19, 4 lệnh, 5 lệnh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lệnh ăn đủ nha. Tổng cộng ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy là gì nhỉ? Lệnh của bên trung tâm đào tạo Forex sẽ gì nhỉ? Tổng cộng 5 lệnh ăn được 959 đô, đã trừ hết phí rồi nha. Đó, mọi người thấy. Đó, website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn toàn bộ các nhà đầu tư đã theo dõi tài khoản của bên trung tâm đào tạo Forex cũng như là những giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng chúng tôi có thể đem nhiều giá trị hơn nữa đến cho thị trường Forex này. Đó, mọi người sẽ thấy rõ nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.